Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Lan nằm trên giường tại phòng trọ và cho biết cô diễn viên Hoàng Lan vừa mổ cột sống 2 lần, bị hoại tử cột sống, đã lan ra đến đùi, tay và mù một bên mắt, rất nhức xương. Hiện nay cô đang ở tạm một phòng trọ tại chung cư Cây Mai, Lô A, 189 Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11. Vì hồi trước Tết, bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân về nhà dưỡng bệnh. Mình vừa đến thăm cô và ủng hộ cho cô một ít. Một người chị của mình cũng đã ủng hộ 20 triệu. Mọi người ai có lòng thì ủng hộ cô một ít để trang trải cuộc sống cá nhân, thuê nhà trọ và ăn uống, mua thuốc thang chăm sóc dưỡng bệnh nhé. Bài viết của Nguyễn Văn Chung nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sau 8 giờ kêu gọi, anh đã nhận được 40 triệu đồng và cho biết sẽ chuyển đến tay diễn viên Hoàng Lan ngay để bà có thể trang trải việc ăn ở và thuốc men. Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 tại một tỉnh miền Tây Nam Bộ và trở thành diễn viên đoàn kịch nói cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu, Hoàng Lan ghi dấu trong lòng khán giả phía Nam với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì Bo, Má Mì, Chủ Quán Cơm Tù ở chương trình Trong Nhà Ngoài Phố những năm 2000. Tuy nhiên, sau khi hôn nhân tan vỡ rồi tài sản thất thoát do làm ăn thua lỗ nên Hoàng Lan bị trầm cảm nặng. Năm 2011, sau khi đóng phim Cổng Mặt Trời, nữ nghệ sĩ suy sụp khi biết mình mang trong mình nhiều bệnh tật. Năm 2016, bà mắc thêm chứng bệnh Parkinson, phải buộc dây vào bụng mới lấy thế ngồi dậy được trên giường. Mắt phải bị hỏng, mắt trái mờ, di chứng của việc tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào từ nhiều năm trước. Sau khi hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan được nhiều người biết đến, các đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã quyên góp tiền để giúp bà mở quán ăn tại nhà, kiếm tiền chữa bệnh và trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, quán ăn của nữ nghệ sĩ rất vắng khách và có nguy cơ phải đóng cửa.